Mô hình canh tác lúa tôm tập trung chủ yếu ở các tỉnh ven biển như Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Bến Tre. Nếu như năm 2000, diện tích chỉ đạt khoảng 71.000 ha, thì tăng vọt lên hơn 210.000 ha vào năm 2020. Sản lượng tôm đạt khoảng 85.000 tấn. Thời gian gần đây, nông dân đồng bằng sông Cửu Long mạnh dạn chuyển đổi trồng các giống lúa ngắn ngày và có chất lượng gạo ngon như XT24, XT25, RVT. Nhờ có sự đầu tư thêm về quy trình kỹ thuật nên năng suất tăng khá, đạt từ 5 đến 5,5 tấn một hecta một vụ. Nhờ đó giúp nông dân đạt lợi nhuận chỉ riêng lúa là từ 30 đến 50 triệu đồng một hecta. Hiện tại một số nơi, ngành nông nghiệp khuyến khích bà con phát triển theo hướng hữu cơ nhằm gia tăng thu nhập và tạo sự bền vững cho mô hình. Cái khó khăn là chúng tôi thấy hiện nay là cái nguồn cung cấp phân hữu cơ thì chúng ta vẫn chưa được ổn định và chưa đảm bảo. Và thứ hai, đặc biệt là chúng ta chưa phát triển được cái chuỗi giá trị cho cái gạo hữu cơ để cho mọi người biết được và tạo được, giữ được cái uy tín của cái gạo hữu cơ trên nền canh tác tôm lúa ở đồng bằng sông Cửu Long.